Chương trình chúng ta và xin quý vị lời chào trân trọng nhất. Vinh hạnh cho chúng tôi và chương trình được mời đến biểu diễn đây. Hôm nay trong một cái không khí rất là sang trọng và một cái không gian rất là sang trọng này. Vừa rồi là một tác phẩm rất quen thuộc từ Chuyên và đồng. Trong một cái mùa Giáng sinh này, xin chúc tất cả quý vị những người thân trong gia đình một mùa Giáng sinh thật là mãn hạnh phúc. Cảm ơn, thank you so much. Once again, thank you so much for having us here tonight. It's really our honor. Thank you so much. We just released a song that everybody knows that it's Jingle Bell for the Christmas season. All right, so the next song, we'd like to pick a song. This song is written by our great composer, Mr. Chung-Hong-Sun, who composes more than 700 songs. And most of his music became very, very popular in Vietnam. So I'd like to give you one of those. Thank you so much. Kính thưa quý vị, sau đây là một tác phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên là Hạ Trắng.